Chỉ với 249.000 miễn phí giao hàng toàn quốc, anh chị nhà mình đã có thể sở hữu được một bộ tăng đơ cắt tóc đầy đủ dụng cụ như này nhé. Bên em tặng thêm cho anh chị một chiếc kéo tỉa này, đó, một chiếc kéo cắt nữa, vô cùng là sắc bén luôn. Ngoài ra, bên em sẽ tặng thêm cho mọi người là một bộ dụng cụ máy tay như này, chỉ với 249.000 miễn phí giao hàng toàn quốc nhé. Duy nhất ngày hôm nay, anh chị nào để lại số điện thoại và địa chỉ nhanh nhất, bên em sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn và chốt đơn cho anh chị nhé. Một bộ sản phẩm khi mà nhận về sẽ bao gồm cho chúng ta một cáp sạc này, một chiếc lược dài, một chiếc chổi vệ sinh máy này, và đây là một lọ dầu máy. Ở đây sẽ bao gồm cho mình là 4 cữ lược nhé, tùy theo dài ngắn mà chúng ta có thể linh hoạt thay đổi trong quá trình sử dụng anh chị nhé. Đó, đây là nhân vật chính của chúng ta này, một chiếc tông đơ. Nằm sâu bên trong là một chiếc motor 8W tạo ra lực cắt vô cùng là mạnh mẽ, kết hợp với lưỡi dao vô cùng là sắc bén luôn, tạo ra những cái đường cắt trơn tru, uyển chuyển. Đó. Ở trên thân máy này chúng ta sẽ có là thêm 3 cữ nữa, 2 ly này, 1 ly rưỡi và 0.8 ly. Đó. Chúng ta sẽ vặn để thay đổi kích cỡ nhé. Chiếc máy này thì hoạt động vô cùng là ổn định luôn, máy chạy rất khỏe mà lại êm, anh chị thấy không ạ? Đó. Chúng ta sẽ thay đổi cữ này, máy chạy rất khỏe luôn đúng không ạ? Anh chị nghe thấy không ạ? Bây giờ em sẽ test cho mọi người xem nhé. Bây giờ để em test cho mọi người xem nhé. Đầu tiên mình sẽ lắp cái lược cữ này vào này. Đó, lắp cái lược cữ này vào để mình lấy một cái cữ, mình tạo khung trước. Sau khi xong này, vặn hết cái lưỡi này cho nó về cái cữ ngắn nhất. Đó, bây giờ em sẽ test cho mọi người xem nhé. Đó. Đó, máy cắt rất chi là ngọt đúng không ạ? Đấy, mọi người thấy không ạ? Đó. Rồi. Con ngồi im nhá. Đấy, mọi người thấy không ạ? Máy cắt rất chi là ngọt luôn. Đấy, cắt đến đâu là đứt đến đấy, đầy tóc luôn này. Đó. Máy hoạt động rất chi là trơn tru luôn, cực kỳ là ổn định luôn nhá. Thấy không ạ? Vừa rồi anh chị đã xem qua phần test máy của em nhá. Máy thì hoạt động vô cùng là ổn định này, lưỡi dao sắc bén, không gây cắn tóc. Nhà anh chị nào mà có trẻ nhỏ nhá, mình chắc chắn phải sở hữu lấy một bộ nhá. Duy nhất ngày hôm nay này, giá chỉ 249.000 miễn phí giao hàng toàn quốc. Bên tặng kèm cho mình thêm 3 sản phẩm như này. Đó, anh chị hãy ấn ngay vào nút đăng ký ở phía bên dưới video nhé. Ấn ngay vào nút đăng ký ở phía bên dưới video để nhận được ưu đãi anh chị nhé.